Cũng trong sáng nay, đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do Phó trưởng ban Nguyễn Hồng Sơn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về tổng kết Nghị quyết 39 năm 2004 của Bộ Chính trị khóa 9 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Bình Trung. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh cùng lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. Cùng với Đà Nẵng, đến nay các địa phương vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đã trải qua khoảng thời gian gần 18 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Qua khảo sát thực tế đánh giá thực trạng việc tổ chức, triển khai và kết quả đạt được, cũng như tồn tại hạn chế và nguyên nhân, Ban chỉ đạo sẽ đánh giá phân tích tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế đến phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, từ đó đề xuất quan điểm mục tiêu và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục phát triển vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về phương hướng phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.